Quý vị và các bạn thân mến, trước nguy cơ một số dịch bệnh có thể bùng phát, ngành nông nghiệp cùng các địa phương của tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai tiêm vaccine cho đàn vật nuôi, phấn đấu có trên 80% đàn vật nuôi được tiêm phòng. Trang trại của gia đình anh Lê Văn Phong, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao hiện đang nuôi gần 5.000 con gà đẻ trứng. Cùng với tiêm phòng, phun thuốc khử trong khu vực chăn nuôi theo khuyến cáo, gia đình anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn để đàn gà có sức đề kháng với các dịch bệnh nguy hiểm. Thực ra thì cái chuyện dịch cúm gia cầm thì bọn em cũng không lo lắng lắm, vì tất cả hàng tháng là bọn em đều có vaccine định kỳ, và 4 tháng bọn em lại tiêm thuốc gọi là chống dịch cúm gia cầm cho đàn gà. Thực hiện chỉ đạo, trạm chăn nuôi và thú y huyện Lâm Thao đã phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê cấp vaccine tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tăng cường giám sát con giống để tái đàn, quản lý việc vận chuyển, giết mổ, chế biến tiêu thụ thịt gia súc gia cầm. Đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi phát hiện gia súc, gia cầm ốm chết phải báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi thì cũng đã ban hành kế hoạch cũng như là hướng dẫn chi tiết đến quy trình phòng dịch cũng như là quy trình phun khử trùng tiêu độc cho đàn vật nuôi, đặc biệt là những bệnh phòng về dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng cũng như là đàn trên đàn gà thì là đặc biệt là cái cúm gia cầm. Triển khai tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục cho trên 100.000 con trâu bò và phòng bệnh dại cho hơn 258.000 con chó mèo. Đến nay, Chi cục đã cấp và tổ chức tiêm vaccine phòng dại cho trên 151.000 con chó mèo, đạt gần 60% tổng đàn. Về mặt vaccine, chúng tôi đã được tỉnh hỗ trợ và đã chuẩn bị đầy đủ vaccine phục vụ cho cái việc tiêm phòng của năm nay. Đồng thời là về mặt chuyên môn kỹ thuật đã cử các cái chuyên gia, các cái cán bộ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các huyện thành thị để chúng ta tổ chức tiêm phòng đảm bảo đúng yêu cầu về mặt kỹ thuật, đảm bảo về mặt chuyên môn và cũng là đảm bảo tất cả các nội dung khác và trong đó đảm bảo theo đúng quy định. Hiện nay là thời điểm nhiều dịch bệnh nguy hiểm như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại và cúm AH5 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Khi dịch bệnh xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Thực tế này cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi chỉ được thực hiện hiệu quả khi các hộ chăn nuôi có trách nhiệm và tuân thủ quy trình an toàn sinh học.